xin chào tất cả hôm nay chúng tôi đã đến trụ sở của si tông tôi nghe nói ở đó có nhiều sản phẩm mới nó vẫn vô hình từ bên ngoài hôm nay cùng nhau ghé thăm đây là bề đáy trong si tất côn của chúng tôi rất đẹp các yêu cầu cho các thiết bị khác nhau đã được đáp ứng si lanh chuẩn độ nhỏ này cũng tích hợp và mỗi phân vùng đã được lên kế hoạch cho bạn ví dụ túi lọc cống rồi Otakuza có thể đặt kho vật liệu lọc hoặc thùng sinh hóa. Nơi này có thể được sử dụng làm bể nuôi tảo, sau đó đổ nước trực tiếp. Kế hoạch rất tốt, điều duy nhất làm tôi khó chịu là cái này dành cho các thành viên đảng bông trắng như Siang Hê. Thật không thân thiện. Anh ta chỉ có thể được sử dụng để đặt đai tốt. xanh. Chúng ta vừa phản đàn về si chi này phải không? Rất không thân thiện với đảng bông trắng của chúng tôi. Si của chúng tôi vừa đưa tôi đến đây. Tủ cơ sở mới của chúng tôi đang ở phía trước. Hãy đến và xem xét chiếc tủ cơ bản rất cao cấp của Sitechi của chúng tôi. Thêm một tấm từ tính hoàn toàn vào bề dưới cùng, ôi nặng quá, hãy để tôi giới thiệu nơi này. Tất cả những từ có kích thước A này, tất cả đều phù hợp hoàn hảo với bề dưới cùng của chúng tôi, và nó cũng tận dụng không gian phía sau và bên hông của chúng ta, đã làm tủ điện. Tủ điện này dường như giống như tủ điện thủ công của chính Xiang He. tiến bộ hơn nhiều, quá nhiều nâng cao. Hãy đến và nhìn vào đây, hãy nhìn vào đây, kiểu viên này. Thực ra, bạn có thể so sánh nó với những gì nếu có, có trong một tấm của pvc của bạn, như bạn vậy, bạn có thể so sánh nó thực sự có thể tăng cường nó nếu nó cũng tương thích với các chức năng đẹp mắt, nó phải cứng rất rất khó bạn thấy bao gồm gói thích, bao gồm cả những góc như thế này chúng ta hãy xem các phần vùng chức năng Lọc lưới phương tiện hoặc bạn có thể sử dụng nó như một điểm duy nhất Gamma C. hoặc nó cũng có thể được sử dụng làm lưới cho các thiết bị khác. cộng với lưới cấp nước cho máy bơm chính ở phía bên này chi tiết quan trọng nhất và nổi bật đó là gian hàng nước này. Mọi người ở đây đều biết. Siang Hê là đảng viên bông trắng tiêu chuẩn. Bạn có thể đặt trực tiếp một miếng bông trắng lên trên, tôi có thể thay đổi nó nếu tôi muốn. Nếu bạn không muốn sử dụng nếu bông trắng, nếu đó là đảng vành đai xanh, bỏ cái này đi, chỉ cần sử dụng túi lọc bên dưới. Tất nhiên, nếu bạn đang nuôi phát, tôi cần phải tách khô và ướt, phải không? Cần có hai lớp bông lọc. Điều này có thể được tùy chỉnh riêng, phụ thuộc vào những gì bạn muốn, bàn này của chúng tôi. Nó cũng có thể được lấy ra trực tiếp. Bạn chỉ cần thay thế nó bằng tấm lọc bông của chúng tôi và nó sẽ ổn thôi. Đây là đàn Kia sơn màu trắng ở phía sau. Cây đàn Kia được sơn màu okay, đen. Chúng ta đã xem xét xong bề đáy và tủ đáy rồi. Vậy thì chúng ta hãy xem vấn đề tiếp theo. Xí tông còn có điều gì mới thú vị nữa? Tiện ích mới.